Duy Đỗ thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ mình có một cái đơn hàng bắt đầu đi từ huyện thị nhỏ, mình qua bên số 33 Trần Quý 11 để mình lấy hàng cho khách nha các bạn. Thì từ 33 Trần Quý mình sẽ đi về quận Bình Tân, rồi mình ghé 33 Lý Thường Kiệt lấy hàng cho anh Triều luôn. Duy đang chạy trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, khúc này là 16 quận 11 nha các bạn. Anh ơi, bây giờ tuy mới phát hiện mất. Anh ơi, em có cái đơn hàng lấy xi cho anh Triều. Dạ, anh có đưa anh lấy tiền không? Mày 770 ngàn hả? Phải không hả? Rồi trả tiền giúp em 770 ngàn hả? Phải không? Trà nhìn si chắc nghi số lượng lớn rồi, không dám trả không được đó. Cái này có cồng kềnh có nặng không chú?